Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em toán lớp 4 xét trên trời sân tạo. Trong xem bài giảng, Huệ Liêm muốn các em thấy dễ hiểu. Các em sẽ bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 56 trang 32 34. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1 xếp hình, mình sẽ quan sát hình. Như vậy ở đây mình sẽ có một hình bình hành. Để hình bình hành này thì các em sẽ sử dụng những cái hình nhỏ để ghép lại. Như vậy các em sẽ vẽ hai hình tam giác nhỏ giống như hai hình này. Giờ vẽ một hình tam giác trung bình bằng với tam giác này. Vẽ một cái hình vuông bằng với hình vuông này. Vẽ một cái hình bình hành bằng hình bình hành này. Vẽ hai hình tam giác lớn sẽ bằng hai hình tam giác này. Các em sẽ vẽ trên giấy bìa cứng nha. Các em cắt ve và các em ghép lại để được hình bình hành như thế này nha. Như vậy các em sẽ vẽ hai hình bình hành nhỏ trên giấy cứng cắt ve. Vẽ hai tam giác nhỏ trên giấy cứng cắt ve, tam giác trung bình, giờ hình vuông nhỏ, hình bình hành và hai hình tam giác lớn trên bìa cứng và kem cắt ve ghép lại được hình này nha. Giờ phần này kem sẽ quan sát hình, giờ kem sẽ làm theo cái hình này nha. Bây giờ mình sẽ làm câu số 2. Hình hai quả chấm chấm hỏi là hình gì? Mình quan sát, mình xem có quy luật gì hay không. Thì mình thấy hình đầu tiên là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối. Tiếp theo là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối. Như vậy mình thấy là quy luật là bốn, bốn hình lặp lại. Hình vuông, hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối. Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối. Như vậy ở đây sẽ là hình vuông, hình chữ nhật, tiếp theo sẽ là hình bình hành. Như vậy dấu chấm hỏi chỗ này chính là gì? Hình bình hành, đúng không? Như vậy câu số 2 các em trả lời là các hình trên được sắp xếp theo quy luật hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối và tiếp tục lặp lại như vậy, nên mình kết luận là vậy hình hai quả chấm hỏi chính là hình bình hành nha. Như vậy là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài, cái xong hết video thầy biết kèm hiểu bài. Mình thấy là các hình trên sẽ quy sắp xếp theo quy tắc là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình khối, giờ tiếp tục lặp lại như vậy. Như ở đây có nghĩa là hình vuông, hình chữ nhật tiếp theo sẽ là hình bình hành, như vị trí chấm hỏi chính sẽ là hình bình hành, đúng tiếp theo mình sẽ đến phần thử khách. Phần thử khách hình số 14 là hình gì? Hình đó là hình bầu dục. Như đề bài nói là hỏi hình thứ 14 sẽ là hình gì? Và đó là màu gì, mình xem có quy luật gì không. Thì mình quan sát hình đầu tiên sẽ là hình tam giác, giờ hình khối hình tròn, tam giác hình khối hình tròn, tam giác hình khối hình tròn. Như mình thấy là sẽ chia thành các nhóm ba hình tam giác khối tròn, tiếp theo sẽ tam giác khối tròn, cứ quy tam đại như vậy, đúng không? Như vậy ở hình khối số 14 thì các em sẽ lên 14 chia 3. 14 chia 3 sẽ được 4 dư 2. Như vậy là hình thứ 14 sẽ giống hình thứ 2 ở đây, có nghĩa sẽ là một hình khối. Giờ bây giờ mình xem quy tắc màu. Quy tắc màu là đỏ, cam, tím, xanh lá, xanh dương. Đỏ, cam, tím, xanh lá, xanh dương. Như vậy quy tắc là 5 màu sắp xếp lặp lại. Đỏ, cam, tím, xanh lá, xanh dương. Thì các em sẽ lấy 14 chia 5 sẽ được 2 dư 4. Có nghĩa là hình thứ 14 sẽ cùng màu với hình thứ thứ tư, đúng này, chính là màu xanh lá. Như mình kết luận là hình thứ 14 chính là hình khôi màu xanh lá nha. Như vậy là câu này các em sẽ trả lời như sau: các hình trên được sắp xếp theo quy luật là mỗi nhóm gồm ba hình, hình tam giác, hình khôi, hình tròn, rồi sau đó lại lặp lại như vậy, đúng không? Như ba hình, hình tam giác, hình khối, hình tròn, vân vân, cứ lặp lại như vậy. Như vậy mình xem, mình lấy 14 chia 3 được 4 dư 2. Như vậy là hình số 14 sẽ giống hình số 2, có nghĩa là hình khối. Tiếp theo là các hình trên được sắp xếp theo quy tắc màu sắc. Thì mỗi nhóm sẽ gồm 5 màu sắp xếp theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, tím, xanh lá, xanh dương. Giờ tiếp tục lặp lại như vậy. Thì các em sẽ lấy 14 chia 5 được 2 dư 4, có nghĩa là hình thứ 14 sẽ có cùng màu với số 4, có nghĩa là màu xanh lá. Như vậy hình thứ 14 sẽ có chính là hình khôi và màu xanh lá nha.
giờ như là mình xong vòng cửa khách nhé, vòng cửa khách kèm hiệu bài, cái xong khách video hẹn với kèm hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Mẫu hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Mình sẽ quan sát hình A chứ. Các em quan sát hình A xem hình A có bao nhiêu khối lập phương. Như vậy ở đây mình sẽ có, đây là hình khối lập phương. Như vậy là phía dưới cái hình khối lập phương này phải có một cái hình nữa, nó mới đỡ được cái hình này. Như vậy phía trên là 1, phía dưới là 2, 3, 4. Như vậy hình A sẽ có 4 khối lập phương. Đúng rồi. Giờ mình sẽ quan sát hình B xem có bao nhiêu khối lập phương nha. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có, đây là một nè, phía dưới cái hình khối sẽ có một, đây là hai, ba, bốn. Giờ phía dưới ba cái hình khối ở lớp thứ hai sẽ có ba hình khối nữa, là 4 với 3 là 7, 8, 9, 10. Đúng nè. Giờ phía dưới lớp này, lớp ở lớp thứ thứ tư nó sẽ có 6 hình khối bị chia nữa, là 16, 17, 18, 19, 20. Sẽ có 20 khối lập phương. Đúng nè. Đúng nè. Các em nhớ là nó sẽ là những cái hình khối bị chia, các em phải tính luôn. Đây, lớp đầu tiên trên cùng sẽ có 1. Lớp thứ hai phía dưới cái hình khối này sẽ có một hình khối nữa là 2 3 4. Như lớp thứ hai sẽ có 3. Đúng rồi. Như là 1 cộng 3 là 4. Giờ lớp thứ ba thì sẽ có 3 cái hình khối bị chia nữa là 7 8 9 10. Đúng rồi. Như vậy lớp thứ ba sẽ có 6 hình khối. Như phía dưới 6 hình khối nó ở lớp thứ tư sẽ có 6 hình khối bị đầy nữa. Đúng rồi. Như vậy là 10 với 6 là 16, 17, 18, 19, 20. Tổng cộng là 20 khối lập phương. Đúng này. Như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu bài. Cái xong khích video hệ biết kem hiệu bài. Tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 quan sát hình bên. Câu A. Hình bên có tất cả bao nhiêu khối? Trong đó có mấy khối trụ và mấy khối hợp chữ nhật? Mình sẽ làm câu số 4. Mình sẽ quan sát hình xem có bao nhiêu khối. Mình sẽ đếm. Như ở đây mình có bên đây là ba khối trụ. Bên đây ba khối trụ nữa là 6. Ở trên đây có một khối trụ nữa là 7 khối trụ. Đúng không? Giờ mình xem có bao nhiêu khối hợp chữ nhật. Như vậy là miếng dưới này sẽ là một khối hợp chữ nhật này. Phía sau là 2, này là 3, 4, 5. 5 như là 5 khối hợp chữ nhật. Đúng không? Như 7 cộng 5 là 12, có tất cả là 12 khối. Như mình trả lời là hình trên có 12 khối. Trong đó có 7 khối trụ và 5 khối hợp chữ nhật. Như vậy hình trên có 12 khối, trong đó có 7 khối trụ và 5 khối hợp chữ nhật nhé. Câu B là để xếp 5 hình như thế thì cần tất cả bao nhiêu khối? Thì mình sẽ lấy số này nhân cho 5. Đúng này. Như để xếp 5 hình như thế. Gần tất cả. Mình thấy mình 12 nhân 5 sẽ là 60. Cả 60 khối. Đúng này. Trong đó có
như 7 khó chịu mà xét 7 nhân 5 là 35, 35 khó chịu. Và khối hợp chữ nhật thì mình lấy 5 nhân 5 là 25, 25 khối hợp chữ nhật. Như vậy là câu số 4 các em trả lời hình trên có 12 khối, trong đó có 7 khối trụ và 5 khối hợp chữ nhật. Để xếp 5 hình như thế cần tất cả là 60 khối trụ, trong đó 35 khối trụ và 25 khối hợp chữ nhật nha. Như là mình xong câu số 4, câu số 4 kem hiệu bạc, xong khích video hẹn kem hiệu bạc. Tiếp theo là câu số 5, vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông, thực hiện theo hướng dẫn. Như các em sẽ thực hiện theo hướng dẫn. Như ở đây mình sẽ cần một giấy kẻ ô vuông. Giờ ở đây là 2, 4, 6, 8, chiều rộng là 8, 8 ô vuông, chiều dài là 5 ô vuông. Chứ hơn mình sẽ chấm 4 điểm ở đây. Đúng này. Sau đó các em sẽ vẽ thành một hình khối. Tiếp theo các em sẽ chấm tiếp 4 điểm ở đây. Vẽ cái hình khối phía dưới. Giờ sau đó thì các em sẽ chấm 8 điểm giống vậy. Giờ các em sẽ nối lại được hình ở đây. Sau đó các em sẽ tô màu để được cái hình khối như thế này. Đúng này. Vậy là câu số 5 các em sẽ thực hiện theo phần hướng dẫn nhé. Để các em sẽ được vẽ và tô được màu được cái hình này. Giờ tiếp theo phần quy học câu A, gấp và cắt tờ giấy màu theo hình vẽ để tạo thành cái hình khối. Như để được cái hình khối thì các em sẽ làm như sau. Các em sẽ cần một tờ giấy màu, các em dạng hình chữ nhật, các em sẽ gấp đôi theo chiều đứng. Đúng rồi. Giờ sau đó các em gấp đôi theo chiều ngang. Giờ các em sẽ dùng bút chì và khước hẳn, các em gạch một đường đứt nét giống vậy. Các em sẽ dùng kéo cắt theo đường đứt nét này. Giờ mình sẽ được miếng như thế này, các em sẽ bung ra thì mình sẽ được một cái hình khối vậy. Đúng này. Phần này các em sẽ tự thực hành sẽ giống như phần hướng dẫn. Sau đó thì các em sẽ dùng cái hình khối vừa cắt để tạo thành một bức tranh giống như bức tranh này chẳng hạn. Đúng này. Đúng này. Như giờ các em sẽ cắt để tạo cái hình khối để tạo thành một cái bông hoa sáu cánh giống như vậy. Đúng này. Hoặc là tạo thành các ngôi sao sáu cánh cũng được. Đúng này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.